mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Khẩu vị ngôi sao. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông Bi thực hiện và được phát sóng vào lúc 17:50 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và hôm nay Khẩu vị ngôi sao sẽ mời đến đây một cô nàng diễn viên xinh đẹp, tài năng và ghi dấu ấn trong lòng với quý vị khán giả từ những vai diễn tuổi teen. Đó là diễn viên Thùy Anh. Xin mời Thùy Anh. Rồi, mời về phòng khách tâm sự ha. Ok. Chào mừng Thùy Anh đến với Khẩu vị ngôi sao. Xin chào tất cả mọi người và mình là Thùy Anh. Ôi, dễ thương quá. Rất là nhiều người nói em dễ thương và hiền lành á. À, đó là nhiều người nói phải không? Hay là em nói vậy Thùy Anh? Thì em nghĩ là nói là người khác nói sẽ dễ tin hơn là để em tự nói á. Ừ, được biết là Thùy Anh ở nhà nuôi rất nhiều mèo nè. Ngoài nấu ăn cho mình thì nấu ăn cho mèo nữa. Có thể chia sẻ cho quý vị khán giả khẩu vị của mình được không? Em là một người rất là mê thịt. Em rất thích ăn thịt cũng như là em rất thích ăn hải sản. Nhưng mà dạo gần đây thì em có được một vài người truyền cho một ít năng lượng và truyền cho một ít suy nghĩ về cái phần ăn khác đi. Vậy nên là thời gian này em đang ăn chay. Dạ. Vậy là bây giờ đến với khẩu vị ngôi sao thì là Thùy Anh sẽ order 2 món ăn. Đó sẽ là 2 món ăn chay đúng không? Đúng rồi ạ. Rồi, mời Thùy Anh order 2 món ăn mà mình muốn thưởng thức trong khẩu vị ngôi sao nè. Ok. Rồi, viết ra giấy nha. Món gì ta? Em order món gì cũng được hả? Cũng được, nhà hàng chúng tôi phục vụ tất cả. Nhà hàng xuất sắc nha. Rồi, rồi cho Hà Thu xin nha. Thank you em. Có được không hả chị? Món này nhà hàng mình có không ạ? Nhà hàng khẩu vị ngôi sao có tất cả nha. Bởi vì khẩu vị ngôi sao sẽ mang đến đây hai vị fan hâm mộ rất là yêu thích Thùy Anh, cho nên sẽ nấu được tất cả những món nào mà Thùy Anh yêu thích. Chắc chắn là hai bạn Thu nghĩ là sẽ tự tin làm được hai món ăn này cho Thùy Anh hôm nay. Bây giờ chào đón ra đây hai bạn fan nha. Xin mời Minh Thành và Trường Giang. Rồi, mời hai bạn. Mời ngồi. Hello. Wow, nhiều năng lượng. Ôi, quá. Dễ thương quá. Chào hai bạn, giới thiệu chút xíu về mình nha. Dạ, chào chị MC dễ thương, chị diễn viên xinh đẹp và các khán giả đang xem chương trình. Em tên là Trường Giang, hiện tại em đang là sinh viên năm 3 trường Đại học Hotech. Ngoài ra em còn là mẫu ảnh và diễn viên. Rồi, còn bạn giới thiệu về mình nào. Chào hai chị, chào bạn, chào khán giả. Em tên là Minh Thành và hiện tại em là sinh viên của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Chị để ý không? Hôm nay team trắng nha. Định mệnh là bọn em phải tới đây và để tham gia chương trình này cùng nhau rồi ạ. Wow. Chúc mừng cho cái định mệnh ấy. Và sau cái định mệnh ấy thì chúng ta phải mở ba từ khóa liên quan tới Thùy Anh để tìm hiểu thêm về khẩu vị cũng như là những gì liên quan tới Thùy Anh. Ba từ khóa 1, 2, 3. Chúng ta có 3 từ khóa và hai bạn phải lần lượt trải qua 2 câu hỏi cùng một phần thử thách để giành quyền lật mở từng từ khóa. Sau phần 1 này, ai lật mở được nhiều từ khóa hơn thì người đó sẽ giành chiến thắng và được chọn một trong 2 món ăn mà Thùy Anh đã ghi ra ở đây. Mỗi câu hỏi sẽ có 10 giây để trả lời. Và bây giờ mời hai bạn cầm bảng và bút lên nè. Câu hỏi đầu tiên, lô hội là tên gọi khác của loài thực vật thân quen nào? 10 giây bắt đầu. Biết không Thùy Anh? Em biết, sao em quên luôn rồi? Có quên luôn. Dạ. Hay thế lắm. Rồi em chỉ nói đoạn trước thôi, em biết thôi. Cái đoạn quên mình bỏ qua đi. 3, 2, 1. Hết giờ. Xin mời đưa bảng. Trái thơm. Wow. Cây nha đam là đáp án chính xác. Đúng rồi, nha đam. Em quên. Nha đam còn có tên gọi là cây lô hội, cây long tu, cây lưu hội, cây long thủ. Nha đam thuộc vào họ thân thảo và có tuổi thọ cao, sống lâu năm. Loài cây này có màu xanh lục, cây mọc sát nhau từ gốc. Điểm đặc biệt là lá cây không có cuống mà có hình mũi mát dày, lá rất mọng nước, mép có hình răng cưa thô. Và trong câu hỏi đầu tiên này thì vẫn chiến thắng tạm nghiêng về bạn Thành, cho nên là Thành có quyền lật mở một từ khóa trong 3 từ khóa trên. Thành chọn khóa nào? Dạ, em chọn số đầu tiên đi, số 1. Số đầu tiên, dạ. Xin mời từ khóa số 1. Đặc trưng nhưng không thích. Không thích cái gì nè? Với cái từ khóa này ấy, thì là em nói về món bún riêu mắm tôm. À, cái vị mắm tôm là cái vị đặc trưng đúng không? Đúng rồi, ở Hà Nội á, thì món bún riêu là cái món rất là đặc trưng của người Hà Nội và rất là nhiều nơi bán. Thì bún riêu ở ngoài Hà Nội cái vị nó rất là khác trong Nam.
Và với bún riêu ngoài Hà Nội thì cũng như ở trong Nam thì người ta hay ăn với cả mắm tôm. Và gần như là tất cả người Hà Nội đều biết ăn mắm tôm. Nhưng mà em không biết ăn. Thì đó là rất là đặc trưng nhưng mà không hề thích, không ăn được. Là cái khẩu vị của mình vậy đúng không? Đúng rồi ạ. Từ khóa đầu tiên là đặc trưng nhưng không thích. Bây giờ chúng ta đến với câu hỏi số 2. Để Lực mở từ khóa số 2 nha. Bún đũa là món ăn đặc sản của tỉnh nào? A. Vĩnh Phúc, B. Nam Định, C. Hà Giang. 10 giây bắt đầu. Chị biết câu hỏi này không? Chị biết. Tại vì chị có đáp án đúng không? Chính xác. 3, 2, 1. Mời giơ bảng. Tên tên Hà Giang, Vĩnh Phúc. À, lý do em đưa ra Hà Giang là gì? Tại vì em không biết, em ghi đại. Em cũng chọn đại một đáp án đó đúng dạ, không? Dạ đúng rồi, em ghi đại. Đó là lý do mà vì sao hai bạn đều không trả lời đúng. Đáp án là đáp án còn lại là Nam Định. Bún đũa Nam Định kết hợp với riêu cua có vị ngọt đậm, nước dùng hơi chua, thơm dậy mùi của cua đồng. Món bún đũa riêu cua luôn được ăn kèm với rau, mùa nào rau đấy, làm tăng thêm hương vị cho bát bún. Wow, nghe cũng hấp dẫn nha. Ngon đó, nghe rất là ngon. Ngon ghê. Câu trả lời hai bạn đều không chính xác cho nên thì anh giúp hai bạn Lực mở một từ khóa nha. Ok, thế thì chắc là mình từ 1 thì mình sẽ đến 3 nha. Ok, mời từ khóa số 3. 7 ngày trên đảo, wow. Làm gì trễ nữa em? Đi vòng vòng chơi ấy chị. Có một chương trình mà em tham gia. Em phải lên trên đảo hoang cùng với cả 7 bạn khác. Và lên trên đó thì phải tự kiếm đồ ăn, tự kiếm đồ uống. Wow. Và chương trình chỉ phát cho 20 lít nước cho 8 người thì nguyên một ngày đã hết rồi. Wow. Phát cho một ít gạo và 4-5 cây bắp cải. Và trong suốt 7 ngày đó thì bọn em đã phải nấu bằng nước biển. Wow. Wow. Và sau đấy cho bắp cải ở trên cái nồi để hấp lên. Từ đó trở đi thì cái món bắp cải hấp là cái món đáng sợ nhất trong cuộc đời em. Không phải là vì không thích bắp cải mà không thích bắp cải hấp với nước biển đúng không? Nghe nó cũng sợ thật. Cái vị ngọt ngọt xong mặn mặn rất là khó ăn, nhưng mà hôm nay khẩu vị ngôi sao sẽ không đãi em món đó đâu, em yên tâm nha. Rồi bây giờ qua hai câu hỏi thì phần thắng tạm nghiêng về bạn Thành. Chúng ta sẽ đến với một trò chơi nho nhỏ cuối cùng để phân định thắng thua. Rồi, mời hai bạn đến với trò chơi nha. Và bây giờ hai bạn của chúng ta sẽ đang sẵn sàng để bước vào một trò chơi mang tên là sắc màu bong bóng. Các bạn sẽ dùng hai chiếc nón bảo hiểm đội trên đầu có hai cái đinh ở trên để đâm thủng những chiếc bóng trên này. Và trong những chiếc bóng này sẽ có logo. Các bạn nhặt logo đó và nhặt một cái bóng ở trong cái rổ này đem về cái rổ đằng kia. Sau 2 phút, ai có nhiều quả bóng dưa hấu ở trong rổ nhiều hơn thì người đó giành chiến thắng. Với chân vịt ở trên chân, hai bạn đã nắm được luật chưa? Dạ, được rồi ạ. 2 phút, bắt đầu, mời hai bạn. Thôi, cái này khó nha. Rồi, nhặt logo nào. Hai trái luôn. Hai trái luôn. Đem về, hai trái. Thì anh ơi, thì anh làm trọng tài cho chị nha. Dạ, em. Thôi, đâm quá đâm em. Được rồi, nhanh lên đó. Cố lên. Đó, lượt nhặt lô bố nào, đó. Không phải. Thành ơi, cố lên. Không phải luôn. Đúng chưa rồi. Cố lên. Thành ơi, cố lên. Đó, đúng rồi, nhặt logo nào, xem có logo không. Không, giấy này giấy trắng rồi. Tiếp nào. Không có. Mình ngắm đi, thêm một cái này có logo. Giấy trắng luôn. Nhảy mạnh lên. Đúng rồi, có logo rồi. Đã. Có logo không? Không có logo rồi. Tiếp tục đi nào Thành ơi, cố lên. Mình ngắm lên trái nào. Đó, đúng rồi. Giấy trắng rồi. Chỉ còn 30 giây thôi. Cố lên nè. 10 giây còn lại. Giờ này hết rồi. Yeah. Giấy trắng. Logo. Tiếp. 5 4 logo, 3 logo. 2 1 Hết giờ. Thành ơi, mình đó. Chơi trò đu xà hả Thành? Chúng ta cùng đếm dưa hấu nào. Bên này cũng có mà. Đúng rồi, này nặng lắm á. Một trái duy nhất nha. Một trái. Chúc mừng Thành. Rồi, em đếm bên này giúp chị nha Thì Anh. Một này, mình chuyền tay nhau này. 2, không nhanh lên nha em. 3, 4, 5, 6. 6 quả tất cả. 6 quả. Vậy là phần chiến thắng đã thuộc về bạn Trường Giang. Xin chúc mừng. Yeah. Mời mọi người về lại phòng khách ha.
Vậy là với phần thắng trong trò chơi thì Trường Giang đã gỡ lại một điểm và giành phần mở từ khóa cuối cùng, đó là từ khóa số 2. Xin mời từ khóa số 2. Tên nhớ mãi vì không quên. Em có nhiều kỷ niệm đáng nhớ quá Hoa Thị Anh. Nhớ mãi vì không quên thì đó là một câu chuyện mà năm 19 tuổi của em có đi sang Ý để em tham gia liên hoan phim. Thì em có đến một cái cửa hàng bán kem rất là nổi tiếng ở Rome cũng như nổi tiếng ở Ý. Và lúc đấy là em nhớ là 12 giờ đêm, em đứng xếp hàng một tiếng đồng hồ để em chờ mua kem. Và vẫn nhớ cây kem có 3 vị, tổng cộng là 3 euro, lúc đấy sẽ là tầm 90.000. Và đấy là cái kem gelato đầu tiên em ăn mà em cảm thấy nó ngon đến mức như thế. Sau đấy thì mình có đi đến những nơi khác ở Ý, nhưng mà mình ăn ngay tại Ý nó đã không được giống như cái vị như thế rồi. Và về Việt Nam thì có thử nhưng cũng không thể nào được bằng cái vị ở đó. Vậy nên đây là một cái vị mà em mới được ăn một lần và em rất là nhớ luôn. Rồi bây giờ chúng ta đến với một phần tranh tài thắng thua trong phần này nè. Tại vì hiện tại là hai bạn đang hòa nhau. Chúng ta đến với một phần thi phụ để quyết định xem ai là người thắng. Và mời hai bạn tham gia phần thi phụ quẳng tù tì. 1, 2, 3, bắt đầu. Ơi, hòa nè. Hòa nhau rồi. Thôi bây giờ anh ra cái bao đi, mang cái kéo. Rồi ok ok. Ok nha. Rồi anh ra cái búa. 1, 2, 3. Rồi ra thì đó chưa em. Không, mà mình phải có chiến lược chứ đúng không Thành? Dạ đúng rồi. Nhờ chiến lược đó đã mang về phần chiến thắng cho Thành trong phần 1 của chương trình mang tên Khám phá khẩu vị ngôi sao. Và bây giờ Thành sẽ được quyền chọn một trong hai món ăn mà thì anh đã order ở đây. Đó là mì Ý sốt rau củ chay và cơm cuộn rau củ chay. Món nào mà sở trường của mình hơn, cảm thấy mình nấu tốt hơn? Hai món này thì món nào cũng sở trường với em hết đó. Tại vì em nấu ăn ngon mà. Em cũng rành rỗi về cái mấy cái việc nấu ăn này lắm. Cho nên là thôi em chọn cơm cuộn rau củ chay cho nó dễ làm ha. Cơm cuộn rau củ chay. Vậy là Trường Giang sẽ nấu món mì Ý sốt rau củ nhóm làm được không? Vì chị em sẽ làm được. Và ngoài ra thì Thành còn có một cái quyền nữa, đó là quyền chọn gian bếp. Gian bếp nào mà em tự tin hơn, em thấy em đẹp hơn thì em chọn bên trái hoặc bên phải. Nào đó, em góc mặt bên nào? Thật sự ra thì góc mặt bên nào em cũng đẹp hết. Cho nên là thôi em chọn bên phải cho nó an toàn ha. Okay. Bên phải, vậy là bếp trái thuộc về Trường Giang. Nhưng mà Trường Giang có một cái quyền rất là đặc biệt, đó là em mở được một từ khóa có huy hiệu thần bếp. Huy hiệu thần bếp đó rất là thần kỳ, bởi vì em sẽ được sự trợ giúp của chị Thùy Anh khi em nấu ăn. Em có thể nhờ chị Thùy Anh làm bất cứ điều gì mà em muốn, cho nên em phải nhớ cái quyền của mình để yêu cầu chị Thùy Anh làm nha. Rồi bây giờ thì mời Thùy Anh và hai bạn chúng ta vào căn bếp của khẩu vị ngôi sao để chúng ta đến với phần 2 của chương trình mang tên Chinh phục khẩu vị ngôi sao. Quý vị và các bạn đến với phần 2 của chương trình Khẩu vị ngôi sao. Và bây giờ hai bạn sẽ bắt đầu phần nấu ăn và thể hiện tài nghệ của mình. Nhưng mà trước khi nấu nướng thì Hà Thu sẽ có một vài cái bật mí nho nhỏ. Có nghĩa là bạn Trường Giang phải nấu ăn trong một cái vòng, di chuyển trong cái vòng đó, không được bước ra khỏi vòng. Còn Thành thì sẽ đứng trong một cái bể cái có lót hẳm gai. Rất là êm ái đúng không? Dạ không, em muốn khóc ở đây rồi nè. Khóc hả? Dạ. Để mình nấu ăn xong mình khóc lượt ha. Dạ cũng được. Bên cạnh đó thì cũng có một vài thử thách nho nhỏ để thì anh vận động á, mình có thể tiêu hóa tốt hơn. Ở trên một số nguyên liệu trên này sẽ có một vài thử thách nho nhỏ mà các bạn sẽ nhờ Thùy Anh thực hiện để các bạn có thể dùng các cái nguyên liệu đó nấu ăn nha. Bây giờ Hà Thu và Thùy Anh sẽ quay trở lại phòng khách để nhường gian bếp lại cho hai bạn nha. Mời hai bạn bắt đầu nấu ăn. Cố lên nha, chị đói lắm rồi. Thùy Anh ơi, ở nhà mình có biết nấu ăn không nhỉ? Em biết chứ. À biết. Vậy? Chị đây. Tại bây giờ em làm cái cuốn này nhưng mà em có một cái miếng rong biển à. Chị giúp em lấy thêm nha. Là đang nhờ đó đúng không? Dạ nhờ giả. Dạ. Đang nhờ vả. Dạ. Cái nhờ mà. Nhanh giọng lên đi chị. À rồi em đọc đi em đọc. Chị ơi bây giờ là chị Trân mang đôi cà kheo xoay dồi dôi 5 vòng và mang gia vị từ phòng khách đến bếp cho người chơi. Ok em. Phải cần rong biển và em phải đi trên đôi cà kheo xoay vòi voi 5 vòng rồi mang rong biển về cho bạn ấy nấu. Rồi xoay vòi voi 5 vòng nha. Trời ơi. Một vòng. Nhanh lên nè. Vòng nè, nhanh nữa nè. Ba vòng nè. Chưa cho người nhanh ta nữa nè. Đã bắt người vòng thứ tư nè, Thùy Anh ơi. Vòng thứ tư Thùy Anh ơi. Vòng cuối, nhanh tăng tốc lên.
Ok. Rồi bây giờ mình đi tìm lá rong biển. À đây rồi. Thực ra là đẹp quá ha, hợp với Thị Anh quá nè. Ok, em cầm cả đĩa đây nha. Thế em chuẩn bị cho chương trình một hình ảnh rất là xinh đẹp của em mà tại sao mọi người lại đẹp thì không đẹp, em rất là hợp với hình ảnh này luôn á. Em thấy là cũng không đẹp lắm đâu ạ. Đây em, đây em. Dạ, em cảm ơn chị. Ok. Em còn cần gì nữa không? Dạ, 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 đi từ từ em cần nữa chị ơi. Cần nữa hả? Em chạy đây. Ok. Bây giờ em tưởng chương trình thử thách em như thế nào chứ? Khó nha. Khó nha. Ok, em vẫn còn nữa đó. Vẫn còn, yên tâm. Chị mệt không ạ? Chị mệt chứ. Bây giờ em đang rất là cần mì ý ạ. Trong đây có một thử thách. Muốn có được mì ý là chị phải tìm xung quanh gian bếp và phòng khách để lấy được 5 món bất kỳ có màu xanh. Chị tìm giúp em được không ạ? Ok. Dạ. À, bứng nguyên cái đó luôn hả? Thì anh cái đó không nấu được. À phải nấu nguyên liệu nha. Nguyên liệu nha. Ok đây. Một nè. Hai nè. Em thích cái gì? Tụt tụt. Em thích cái gì to cơ. Đây. Rồi. 5 món. Đúng 5 món màu xanh. Sao dễ nhở? 5 món màu xanh thì nhiều lắm. Cảm ơn chị. Nhưng mà em xin nhờ chị tiếp nha. Nhờ tiếp nữa. Chị nhìn hình và đoán được 3 bức tranh đuổi hình bắt giữ. Hình ở đây là Thùy Anh. Tôi nghĩ là mấy cái trò này hợp với cái tính cách của Thùy Anh lắm á. Ủa em tưởng là các bạn nấu ăn mà em thấy nãy giờ là em xoay vòng luôn á. Chóng mặt hả? Dạ. Tranh sẽ là bức tranh đầu tiên. Công... cái này là công này. Công đây là này. Một chắc câu chắn hay là một đó. Chữ hay là gì hả chị? Một từ. Một từ hả? Chấm công. Wow. Rồi. Lạc đàn. Wow. Trời ơi, mọi người ơi, mọi người. Ủa, cái này có dạ? Giữ tài liệu không ta không mà có. Sao? Cuối cùng. Nè, nó có đủ chữ trong này nha, 2 4 6 7 chữ cái. Cái này thì suy nghĩ nha, cái này không nhanh được như vậy á. Đây là xe ủi này. Xe ủi hả? Đâu phải xe ủi đâu. Xe cẩu hả? Ừ. Thôi cần cẩu nè. Cái này là để dùng để làm gì ta? Cái này để xúc. Đúng. Xúc con là con gì? Tê giác. Đúng rồi. Nói hai từ là em quên được em không? Em biết mà các bạn ở ngoài kia thì đang làm việc mà em chưa xong thử thách này thì em sẽ phải làm tiếp thử thách này. Không là các bạn ấy sẽ nhờ em thử thách khác. Thì nên em đang kéo đùa đó đúng không? Em đang kéo dài thời gian chứ em biết đây là xúc giác mà. Wow. Chính xác. Đó. Chị. Chị ơi, em đang sắc cà rốt. Xong cái tự nhiên em thấy là bây giờ mình thiếu một tủ. Bây giờ chị có thể vượt qua thử thách là bịt mắt chọn ngẫu nhiên 5 ly nước mà chị uống giúp em được không? Lẹ lên đi chị có muốn ăn không? Em đói lắm rồi đó. Em biết ngay mà em xong thử thách này là em phải làm thử thách khác. Nhanh đi chị. Ok. Giờ nè, tới nữa nè Thùy Anh. Đó, chọn một trong năm nè. Một nè. Chọn cái nào thì đập vào cái đó nè. Em chọn số 3 đi vì số 3 thôi là sinh nhật em. Đổ ly nước nè. Dạ. Rồi ok. Ngồi xuống này, chị sẽ phục vụ em. Oh wow, một ly nước không biết là ly nước gì. Mời em thưởng thức. Mình phải uống 5 ly em một ly. Mình uống một ly thôi nhưng sau đó chị cho em biết những ly còn lại. Cảm giác của em thế nào? Nước muối đúng không? Vậy hả? Chắc là vậy đó, chị thấy cũng có mấy cái hạt cắn cắn trong cái nước muối uống không có gì đúng không em? Dạ. Ừ, uống tiếp đi. Ờ, phải uống hết à? Em ở đảo rồi mà, em ăn rau cải hấp nước biển rồi không sao đi, có chút nước muối mà. Rồi, chúng ta cùng nhau khám phá những ly còn lại xem em may mắn hay là như thế nào nha. Ok. Ok, từng ly một nè. Ly đầu tiên. Đây là nước có nước ga ngọt, đúng nước không? Ngọt. Yeah. Cái thứ hai. Nước rồi, gì vậy? Chắc nước chanh hả? Nhìn giống nước chanh ha. Ly tiếp theo sẽ là Nước lọc. Ly cuối cùng là nước cam. Wow. Thì anh ơi, em thấy em rất là may mắn luôn đó chị. Em may mắn quá. Trong tất cả các loại nước uống được ở đây thì em chọn một loại nước muối. Tuyệt vời cô gái. Em thực ra là rất là hay may mắn như vậy. Đó thì em nghĩ là đấy một cái khả năng đặc biệt của em. Bây giờ chúng ta cùng đi ra ngoài mình bàn thêm về khả năng đặc biệt này của em chút để hai bạn có thời gian và không gian để nấu ăn cho tập trung nha. Ok. Rồi. We'll be right back.
Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với một phần được mong đợi nhất trong chương trình ngày hôm nay. Em rất đói rồi đó, rất. Em rất là đói rồi nhưng mà em vẫn muốn nghe về cái chia sẻ đúng không? Hai bạn chia sẻ một chút xíu về món ăn của mình nha. Mời dạ. Bạn. Đầu tiên là món của em là mì Ý sốt rau củ. Thì thành phần chính chắc chắn là mì Ý và sau đó là rau củ. Và em sẽ làm sốt rau củ, sẽ bỏ ít dầu vào và sau đó em bỏ thơm vào để cho có mùi nó thơm. Đặc biệt là tình cảm của em dành trong đây à. Ok. Cảm ơn em. Dạ, món của em đó là món cơm cuộn chay. Thì em có cà rốt nè, giống nãy em kêu gì thì anh lấy. Với lại đậu đũa nè, với lại rong biển, với lại đặc biệt có mè. Và có thêm một chút mỡ hành nữa, béo ngậy luôn. Mỡ hành đó chính tạo nên cái sự đặc biệt trong món ăn của em đúng không? Rồi. Thì anh muốn thử món nào trước? Rất là cảm kích tình cảm của hai bạn. Nhưng mà thôi bây giờ hai bạn win đi. Ai thắng thì chị sẽ ăn trước. Hên xui nữa hả chị? Hai bạn nãy quẳng tù tì huề hoài luôn á. Nãy chắc chắn được nè, không sao nè. Một, hai, ba, hai, thấy chưa? Ba. Rồi, ok. Mời thử món đường gian trước nha. Em thử xem có ổn không nha. Nếu mà chị cảm thấy nó chưa đủ vị, chị có thể dùng chung với nước tương à. Chị cảm thấy thế nào ạ? Chị cảm thấy đói á. Dạ. Chị ăn tiếp nha. Chị ăn tiếp nha. Rất đáng để mình chờ đợi á. Đáng đúng không? Thực ra là vì chị cũng ăn khá là nhạt. Dạ. Nên là chị nghĩ là mắm mì này đã đủ vị rồi. Mà chị cảm thấy nó không bị quá nhiều dầu, cũng rất là thanh luôn. Dạ. Chị thích nhất là nấm đông cô. Rất là ngon. Cảm ơn em. Dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn chị luôn không? Cảm ơn chị đã mạnh luôn. Dạ. Cảm ơn chị đã mạnh luôn. Dạ. Cảm ơn em. Chị đã hành em để em đói hơn, ăn cho ngon miệng đó. Không, thực ra vì các món của các bạn đã rất là ngon rồi. Thế nên là không phải mình đến với món tiếp theo ha. Thì anh mình thử nha, để chị thử nha. Đây là rong biển với cả cà rốt chị lấy đúng không? Cái này không cần nước chấm luôn hả? Cái này mình ăn vậy luôn hả? Dạ, tại vì em đã có nếm ở trong. À. Cho nên nó có gia vị rồi. Chị cảm thấy thế nào chị? Ngon, rất là ngon, tại vì là khi mà quấn như thế này á thì chị thấy nó khá là dẻo. Dạ. Cũng như là chị ngửi được mùi mỡ hành với cả là cà rốt rất là sần sật, nó không bị kiểu quá là mềm á, ăn vẫn thấy có độ giòn. Nói chung là cả hai món này thì đều rất là ngon. Thì em nghĩ là sau chương trình này thì cho em gói mang về được không? Được, chắc chắn rồi em. Trước khi gói mang về thì bạn ấy phải đưa ra một quyết định rất là cam go. Giữa hai món đều ngon như thế này thì món nào hợp khẩu vị của Thùy Anh hơn? Rất là cảm ơn hai bạn đã tốn rất là nhiều thời gian và tình cảm dành cho Thùy Anh để làm nên hai món ăn này. Nhưng mà vì chương trình bắt chậm một, thế nên là Thùy Anh sẽ phải đưa ra một quyết định rất là khó khăn. Cảm ơn chị rất nhiều ạ. Chúc mừng Trường Giang với món mì Ý sốt rau củ. Bây giờ mời tất cả mọi người chúng ta ra phía trước, chúng ta nhận quà từ chương trình nha. Mời Thùy Anh trao giải thưởng cho Trường Giang nha. Ok, chúc mừng em. Dạ, cảm ơn. Chúc mừng Trường Giang, chia sẻ một chút cảm xúc khi mình nhận được giải thưởng và gửi một lời chúc gì đó tới Thùy Anh nào. Thực sự là hôm nay để có món ăn đó thì một phần công sức là cũng nhờ có mẹ em ạ. Khi nghe có chị Thùy Anh cái chương trình hôm nay em nên đăng ký tham gia và em nhờ mẹ chị giúp em về cái món ăn này. Mẹ giúp đỡ rất là nhiệt tình, chỉ em đi chợ từng món và chuẩn bị giúp em một phần nhỏ để em kịp thời gian để chạy qua chương trình sau giờ học ạ. Cảm hưởng này em rất cảm ơn mẹ. Cảm ơn cô đã chuẩn bị cho con trai một món ăn mà cháu ăn thấy rất là ngon. Cũng cảm ơn chị Thùy Anh. Nên chúc chị sẽ có thật nhiều sức khỏe, luôn luôn rạng ngời và trẻ mãi như gái 18. Trời ơi, chị mới 15 tuổi nha. Chị mới 15 nè. Mới 15 thôi hả? Mới 15 tuổi. Ok. Rồi, Thanh ơi, mình có một lời chúc gì dành cho cô gái 15 tuổi này không? Em chúc chị Thùy Anh may mắn xinh đẹp và gặp nhiều may mắn trong công việc nè. Hôm nay mình hơi thiếu may mắn chút xíu thôi. Dạ, đúng rồi. Nhưng mà không sao, vẫn vui vì đã nấu được một món ăn ngon cho Thùy Anh đúng không? Dạ.
Thùy Anh ơi. Dạ. Đến với chương trình. Dạ. Mình có vui không? Em vui. Em thấy rất là vui này. Mình được trải qua rất là nhiều thử thách. Ăn rất là ngon nữa. Và được gặp những người mà rất là dễ thương, đáng yêu và đáng ăn ngon ở đây nữa. Thùy Anh, cảm ơn Thùy Anh đã dành thời gian đến với Khẩu Vị Ngôi Sao. Cảm ơn hai bạn đã yêu mến Thùy Anh và đến với Khẩu Vị Ngôi Sao. Chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông Bi thực hiện, được phát sóng vào lúc 17:50 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Thời lượng chương trình đến đây là kết thúc rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.